Xin chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, thưa quý vị, trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo, hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2022, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Chính sách chiêu hiền đại sĩ của Hồ Chí Minh và chế độ mới sau cách mạng tháng 8. Bài viết được đăng trên báo tiền giáo.vn. Mời quý vị cùng nghe sau đây. Cách mạng tháng 8 và tư tưởng, tài năng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sức hút, sức tác động lạ kỳ, nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa, thì việc thực hành văn hóa, nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc. Cách mạng tháng 8 năm 1945 do đảng ta lãnh đạo, nhân dân ta đồng sức đồng lòng, đủ bùng đứng dậy sáng loa, làm nên một sự kiện long trời, lỡ đất, thay đổi căn bản số phận của cả dân tộc và mỗi người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc. Địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã tạo bước ngoặt sâu sắc, mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, xây đắp một chế độ xã hội mới mẻ, tốt tươi, đẹp đẽ ở Việt Nam, thể hiện đầy đủ sâu sắc và sinh động bản chất dân chủ, cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Thắng lợi vẻ vang đó là động lực, là mục tiêu cao cả, là niềm cảm hứng to lớn cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta viết tiếp trang sử mới của một thời đại mới vì niềm tự hào, tự tôn dân tộc, vi phẩm giá con người. Ngay từ những ngày đầu và nhiều năm tháng sau đó, cách mạng tháng 8 và nguồn sáng tình yêu từ lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trở thành niềm kiêu hãnh, sức kết nối và lan tỏa của triệu triệu con tim thành niềm cảm hứng lớn lao, trong trẻo, ào ạt của cả dân tộc đang tự tin vương về phía trước. Với tầm nhìn thời đại, tầm vóc văn hóa, bản lĩnh chính trị, cùng với việc đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã rất yêu quý, tôn trọng nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ. Và như một sự đáp đền, rất nhiều nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tỏ rõ sự yêu kính, ngưỡng mộ và biết ơn cách mạng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân cao cả của đảng, của chính phủ và chế độ mới, nhất tâm đi theo con đường sáng mà cách mạng tháng 8 đã khai mở. Để xây dựng chế độ mới, chuẩn bị cho công cuộc kháng chiến kiến quốc nhiều hy sinh, gian khổ ở phía trước, đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực thi nhiều biện pháp nhằm phát hiện, tập hợp, sử dụng, trọng dụng nhân tài, giúp đỡ thế hệ trí thức mới tiến bộ, đào tạo họ thành những những trí thức chính tâm và thân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ mới, nhiều trí thức văn nghệ sĩ là người việt nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đã tự nguyện rời bỏ cuộc sống nơi phồn quà trở về tổ quốc tham gia kháng chiến kiến quốc đề gian khổ thiếu thốn cách mạng tháng 8 và tư tưởng tài năng phong cách của chủ tịch hồ chí minh đã có sức hút sức tác động lạ kỳ nếu coi bản chất của cuộc cách mạng chân chính là văn hóa thì việc thực hành văn hóa nâng tầm văn hóa của cả dân tộc cũng là thực hành một cuộc cách mạng to lớn và sâu sắc đồng hành cùng dân tộc cùng nhân dân dưới ngọn cờ của đảng nhiều thế hệ trí thức nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục trở thành người chiến sĩ trong các cuộc trường chinh đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, đánh thắng bè lúc bành trướng xâm lược và diệt chủng ở hai đầu đất nước, đưa đất nước vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đến nay, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam liên tục tăng. Các nhà khoa học đang đi đầu trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, hai năm qua là cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19, nghiên cứu phát triển bộ kích xét nghiệm, phần mềm ứng dụng khai báo y tế, truy vết người nghi nhiễm, khám chữa bệnh từ xa, điều chế vaccine và thuốc điều trị COVID-19. Đảng, nhà ước khẳng định quan điểm coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn sức mạnh nội sinh, là động lực to lớn để phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. Chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi chiến lược phát triển đất nước. Câu đột phá đầu tiên và rất quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có chất lượng cao trong đó tầng lớp trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ là đội ngũ tài năng của dân tộc từ đó góp phần nâng tầm trí tuệ tầm văn hóa của dân tộc sức mạnh nổi trội của đất nước